Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin liệu Việt Nam có bị trễ chuyến tàu vào tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa, một trật tự thế giới mới sẽ hình thành sau khi trận dịch này qua đi. Tác giả Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc dự báo như vậy và đưa ra những phân tích của mình về thời cuộc đang thay đổi với những đề xuất thay đổi căn bản cho Việt Nam để không bị lỡ nhịp với chuyến tàu tương lai. Bài viết được đăng tải trên trang truyền thông của đài BBC tại London. Ông Đoàn Xuân Kiên viết như sau: đất nước đã thống nhất 45 năm, đây là thời gian đủ để Đài Loan vươn lên thành một nước phát triển, phồn vinh, phong phú, vốn liếng đầu tư sang các quốc gia khác, kể cả Trung Hoa lục địa. Không đầy 40 năm kể từ năm 1964, quốc gia Nam Hàn đã trở thành cường quốc kinh tế và hàng cường quốc thứ 9 của thế giới. Đây là hình ảnh Đài Loan đã phát triển từ chế độ độc tài sang dân chủ và phát triển vượt bậc. Còn Việt Nam của ta thì sao? Sau 45 năm thống nhất và rất nhiều công lao xây dựng đất nước vẫn chưa thoát ra tình cảnh một xã hội nghèo túng, một nền kinh tế nhiều phần lệ thuộc vào sự thuê vốn, xuất khẩu lao động và thiếu vắng một nền sản xuất công nghiệp cao cấp. Tác giả Đoàn Xuân Kiên nêu ra vấn đề như vậy. Nguyên do tình trạng tù động chẳng ở đâu xa, chính là lề lối tổ chức xã hội, hệ thống, quản lý xã hội phải chịu trách nhiệm cho sự trì trệ bao lâu nay. Và cho đến lúc này, trận dịch cúm Vũ Hán đã kéo dài hơn 4 tháng kể từ khi Trung Quốc chính thức công khai vào cuối tháng 12 năm 2019. Chỉ trong hơn 4 tháng, dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên toàn thế giới. So với những trận dịch trước của thế kỷ này như SARS-2003 hoặc dịch cúm gia cầm H5N1 vào năm 2009 hay dịch Ebola vào năm 2014, hệ quả của dịch lần này thật là nặng nề trên mặt sinh hoạt xã hội. Quốc gia nào giàu hay nghèo đều cũng phải đương đầu với những khó khăn trong việc khởi động kinh tế sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa xã hội. Trong suốt thời gian phong tỏa xã hội, nhà nước phải chi những khoản ngân sách vĩ đại chưa từng có tại nhiều nước để ứng phó với việc đình chỉ hoạt động kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhân viên lâm cảnh thất nghiệp, sản lượng kinh tế sụt giảm nghiêm trọng. Và hệ quả kinh tế là hiển nhiên, mọi quốc gia đang phải chịu trận với trận cúm Vũ Hán này sẽ cần một thời gian để phục hưng kinh tế. Tuy nhiên, qua trận dịch lần này, thế giới đã bàng hoàng và nhận ra rằng mặc dù thế giới đã đi sâu vào toàn cầu hóa từ lâu nhưng đã co cụm vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và thiếu sự chung tay, giúp sức đáng lẽ cần phải có. Ông Đoàn Xuân Kiên đã viết như vậy. Và trước tiên là sự che giấu có chủ ý của nhà cầm quyền Trung Quốc trong suốt thời gian 2 tháng từ thời gian tháng 9 năm 2019 cho đến tận tháng 12 năm 2019 khi mới phát hiện dịch bệnh lúc từ đầu. Thế giới bên ngoài không được thông tin gì về dịch bệnh nguy hiểm này. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đến khi chính thức công bố nạn dịch, nhà nước Trung Quốc lại cố ý che giấu những gì để thế giới cần nên biết về dịch cúm Vũ Hán. Sự che giấu có chủ ý này đã dẫn đến những thắc mắc chính đáng của truyền thông quốc tế và các nhà lãnh đạo quốc gia phương Tây khi họ yêu cầu nhà nước Trung Quốc hãy minh bạch trong vấn đề thông tin. Những động thái vụng về của nhà nước Trung Quốc khi trục xuất những ký giả là những phóng viên của Hoa Kỳ, tung hỏa mù là đoàn đại biểu quân đội Hoa Kỳ đã đem cúm Vũ Hán vào Vũ Hán, đòi hỏi không gọi tên dịch là Vũ Hán và chọc giận nhà báo Đức. Và tất cả những động thái đấy chỉ thêm hoài nghi và nghi ngờ chính giới ở nhiều quốc gia. Tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Anh và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã phát biểu lịch sự nhưng đủ cương quyết về những dấu hỏi cần phải có sự trả lời thỏa đáng của nhà nước Trung Quốc. Sự nghi ngờ của các nước dân chủ về thiện chí của Trung Quốc trong việc hợp tác quốc tế trong đại dịch lần này còn tăng thêm nữa khi họ nghĩ đến mưu đồ mờ ám của Trung Quốc. Càng ngày càng có nhiều người tin rằng đây không phải là sự cố do thiên tai mà một sự tai nạn do sự bất cẩn của những người làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí Sinh học tại Vũ Hán. Và trận dịch cúm Vũ Hán lần này cũng bộc lộ cho thế giới thấy rằng tham vọng bá quyền của Trung Quốc ngày càng rõ nét. Thế giới đã có thể nhận ra những toan tính, những nước cờ chuẩn bị cho cuộc lấn sân của Trung Quốc qua những động thái đầy bạo động trên Biển Đông. Hiện nay, lợi dụng tình trạng lúng túng của Hoa Kỳ và châu Âu phải đối phó với trận dịch, Trung Quốc đã nhanh chóng xua lực lượng hải quân ra thao túng Biển Đông, uy hiếp các nước trong vùng. Báo chí và các chính khách cũng nhanh chóng lật tẩy Trung Quốc về những hành vi gọi là nghĩa cử với những gói viện trợ nhân đạo gửi tặng Ý, Hoa Kỳ trong mùa đại dịch vừa qua. Và thế giới đang dần tỉnh ngộ về một đối tác nham hiểm trong quan hệ với Trung Quốc. Và điều gì sẽ đến sau đại dịch lần này cũng là một câu hỏi được đặt ra.
Đây là hình ảnh hôm 30 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Donald Trump nói ông tìm thấy bằng chứng virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Hiện nay, chưa thấy hết dấu hiệu của một mặt trận quốc tế để khống chế tham vọng bá chủ của Trung Quốc. Liên minh châu Âu đương vận đối phó với đại dịch. Hoa Kỳ cũng đang xa lầy trong cơn dịch vì những đối sách bất nhất và thất thường của giới lãnh đạo. Tuy vậy, các cường quốc kinh tế phương Tây nhận ra chân tướng của Trung Quốc trong quan hệ kinh tế và thương mại, thì cũng là lúc họ nhận thức được cái bẫy nguy hại của thị trường 1,4 tỷ người dân kia. Hàng hóa rẻ tiền của Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường ở phương Tây đã làm cho các doanh nghiệp bản xứ khó khăn không ít trong việc duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân sở tại. Nhưng mối lo ngại lớn hơn nữa là hàng hóa phương Tây bị lấy cắp sở hữu trí tuệ và các sản phẩm công nghiệp cao cấp bị hàng giả, hàng nhái, lũng đoạn. Sau 3-4 thập niên giao thương với Trung Quốc, phương Tây chỉ thấy họ bị người đối tác lừa đảo. Sự lừa dối mới nhất, sâu độc nhất là qua ứng xử của nhà cầm quyền Trung Quốc trong trận dịch lần này. Lớp người lãnh đạo dân túy rồi sẽ qua đi, để bài toán Trung Quốc sẽ được giải một cách xứng tầm với những mưu toan nham hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc với thế giới. Dù thế nào đi chăng nữa, một trật tự thế giới mới sẽ hình thành sau trận đại dịch lần này qua đi. Trận dịch này cũng không cho Trung Quốc nhiều cơ may khi mà nguy cơ tái dịch còn tiềm năng rất lớn tại Trung Quốc. Bộ máy kinh tế là xương sống cho tham vọng quốc cường và bá chủ của Trung Quốc thì cũng đang có những khó khăn do hậu quả của đại dịch. Ẩn dưới bộ mặt hào nhoáng của một cường quốc, Trung Quốc có khá nhiều mầm loạn. Trung Quốc là một nhà nước tập quyền toàn trị, sẵn sàng dùng bạo lực để duy trì quyền lực. Trong quá trình cai trị 70 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ thường xuyên dùng bạo lực để giữ vững địa vị cai trị. Từ cuộc đại nhảy vọt bi thảm của những năm 1950 đến cách mạng văn hóa năm 1968, rồi Thiên An Môn vào năm 1989. Những trại cải tạo đang giam cầm hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ hiện nay. Những tác động bạo lực bao giờ cũng chứa đựng mầm hậu họa phản ứng đối kháng, lại không sớm thì muộn, còn ẩn giấu. Khi vẫn phải đối phó với dịch bệnh hiện nay, bộ máy kinh tế Trung Quốc khó có thể khởi động như trước đây. Thị trường rộng lớn của hàng hóa Trung Quốc là Mỹ và phương Tây nay bị đình trệ, gây gián đoạn, gãy khúc chuỗi sản xuất. Kinh tế suy thoái sẽ kéo theo nạn thất nghiệp, nợ công sẽ ngày càng tăng. Đây là một quả bom hẹn giờ khác trong lòng xã hội Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể khoanh tay chờ mầm nổi loạn này nổ ra vì nó sẽ kéo theo những đổ nát không lường được của Trung Quốc, mà hậu quả lớn nhất sẽ là một nước Trung Quốc bị vỡ ra làm nhiều mảnh như tình trạng của Nam Tư sau thi thô cuối thế kỷ trước. Đây là hình ảnh cảnh chen lấn nhận gạo cứu trợ cho người nghèo ở Hà Nội khi đại dịch bùng phát. Người dân Việt Nam chủ yếu tìm cách giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều hình thức. Dân nghèo hầu như không được nhận hỗ trợ nào từ nhà nước ngoài những hứa hẹn suông trên TV mà thôi. Trận dịch sẽ tự làm bó tay Trung Quốc, khiến tham vọng bá quyền không dễ gì thực hiện được. Sau trận dịch này, thế giới sẽ không thể vì tham lợi trước mắt mà quên mối nguy hại lâu dài từ Trung Quốc. Và trong bối cảnh chung của thế giới, nói chung và trong khu vực địa chính trị Đông Nam Á, Việt Nam sẽ hành xử như thế nào để khỏi trễ chuyến tàu về tương lai là một câu hỏi được đặt ra. Từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay, nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng đề ra chủ trương chống dịch như chống giặc. Biện pháp cách ly triệt để những cá nhân có thể là nguồn lây nhiễm và sau đó là biện pháp giãn cách xã hội trong mấy tuần lễ đều là những biện pháp kiên quyết và đúng. Tác giả Đoàn Xuân Kiên tiếp tục nhận định. Tuy vậy, suốt thời gian giãn cách, lực lượng lao động tự do là thành phần khốn khổ nhất. Chẳng qua là vì sợ dịch, sợ nhà nước trấn áp mà nhân dân đã phải chịu ép mình chịu cảnh đói khổ trong suốt mấy tuần giãn cách xã hội. Nay mới nghe phong thanh là sẽ nới lỏng giãn cách, người dân lao động đã tú ra đường tìm kiếm sống. Vì đó là đời sống của họ, với nhận thức rõ ràng là nhà nước không có đủ tiềm lực để lo cho họ. Thực tế là nguy cơ tái dịch cúm Vũ Hán vẫn còn treo lơ lửng trên đầu người dân và không thể tiếp tục sử dụng biện pháp săn lùng, cách ly bằng khối, nhân sự cồng kềnh lãng phí, nặng tính chất áp chế, truy bức hơn là vì tôn trọng quyền căn bản của con người mà Việt Nam vẫn áp dụng. Trước mắt đã thế, nhìn về tương lai sau dịch có thể thấy đất nước Việt Nam đang trải qua một thời cơ rất tốt cho một cuộc thay đổi có tính quyết định cho tương lai, dứt khoát từ giã con đường lệ thuộc vào đế quốc Trung Hoa như suốt thời gian từ năm 1949 đến nay. Đây là hình ảnh cảnh sảng người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 21 tháng 4 đã nói Trung Quốc sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền lợi ích của Trung Quốc ở Nam Hải, tức Biển Đông. Một số nhà phân tích và quan sát nhận định rằng cụm từ mọi biện pháp cần thiết trong tuyên bố của Trung Quốc là rất đáng lưu ý vì nó có hàm ý đe dọa, cũng như không loại trừ việc Trung Quốc
tiến tới sử dụng biện pháp quân sự để chiếm các hòn đảo còn lại ở Trường Sa mà Việt Nam hiện nay đang chốt giữ. Trong bao nhiêu năm nay, nhà nước Việt Nam thì tiếp tục chọn con đường dễ dãi là trượt theo lối mòn của địa chính trị thời chiến tranh lạnh. Trung Quốc đã trao súng đạn vào tay con em Việt Nam tại miền Bắc để thay họ bắn giết anh em mình ở miền Nam. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gọi đó là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Mỉa mai thay, khi dứt chiến tranh, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đòi lại chi phí chiến tranh mà họ cho miền Bắc vay trong thời chiến tranh. Đã 45 năm độc lập và thống nhất, bỏ ra lượng vốn liếng cao hơn nhiều so với Nam Hàn và Đài Loan trong 30 năm đầu tư phát triển của họ. Kết quả thế nào thì thực tế là câu trả lời hiển nhiên. Không thể trách ai, chỉ có thể trách là Đảng cầm quyền đã không lựa chọn con đường độc lập dân tộc và phát triển. Kể từ khi đất nước vào cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi theo chủ nghĩa tư bản thân hữu, trong đó liên minh giữa kẻ có quyền và bọn thương nhân có tiền, dẫn đến tệ nạn tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Kết quả là phải đến mô hình gọi là phát triển này là sau 45 năm thống nhất, nước Việt Nam đã rơi xuống thứ hạng của một quốc gia nghèo nàn và lạc hậu. Bộ mặt phồn hoa xa xỉ của các thành phố từ Bắc vào Nam chỉ là bộ mặt giả tạo của một đất nước đã lỡ của những chuyến tàu đi về phía dân chủ và phồn vinh. Và liệu lại trễ chuyến tàu lịch sử về tương lai hay không? Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam đang phải đối mặt trước ngã ba đường hoặc tiếp tục đi theo con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi suốt 45 năm nay, chỉ dẫn đến đói nghèo và lạc hậu của thân phận làm thuê ngay trên quê hương của mình, hay là con đường độc lập dân tộc, dân chủ và phồn vinh. Thắng lợi của cuộc chiến tương tàn được Đảng Cộng sản Việt Nam khoác lên những hào quang như là điều thần kỳ, chỉ đem làm mị dân, nhưng nay họ đã hầu như tỉnh ngộ với những dối lừa thô thiển ấy. Nhân dân đã nhận thức rõ ràng là trong 45 năm qua, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc xây dựng đất nước trong hòa bình đã là một thất bại khó chối cãi. Bao nhiêu công của, bao nhiêu sức dân, bao nhiêu đầu tư xây dựng và phát triển đất nước đã không đưa đến những kết quả mong muốn. Nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng vẫn là sự thao túng độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã triệt tiêu sức bật của đại khối đại đoàn kết dân tộc, lãng phí bao nhiêu trí tuệ, sáng tạo của tầng lớp xã hội khác nhau trong cộng đồng dân tộc. Hiện nay, cuộc cờ thế giới đang ngả theo hướng tranh giành ảnh hưởng của ba cường quốc có thế lực lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Cả ba quốc gia này đang trải qua những biến động khó lường trong thời đại hiện nay và đang đi những bước đi khác nhau, cùng tranh giành thế mạnh cho cuộc phân chia trật tự thế giới mới. Việt Nam cần chuẩn bị cho một lựa chọn tốt nhất cho hành trình về tương lai dân chủ và phồn vinh, giữ vững nền độc lập với chính sách ngoại giao khôn khéo, tận dụng thế lực của các cường quốc ấy làm đối tác trọng lẫn nhau. Giải pháp tối ưu cho đất nước là phải dứt khoát loại bỏ óc độc đoán, chuyên quyền trong việc lãnh đạo và quản lý đất nước, mạnh dạn áp dụng những tinh hoa văn minh của nhân loại để xây dựng nền dân chủ theo những chuẩn mực đã và đang được các nước dân chủ tiến bộ thực hiện. Mục đích cuối cùng là trả lại quyền về cho nhân dân, đảm bảo cho nhân dân có những nhân quyền căn bản như những nền dân chủ ở các nước khác. Và chỉ có thế đất nước Việt Nam mới khỏi trễ thêm lần nữa chuyến tàu lịch sử tiến về tương lai độc lập, dân tộc và phồn vinh. Tác giả Đoàn Xuân Kiên đã kết luận như vậy. Các bạn vừa theo chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020 với bản tin Liệu Việt Nam lại bị trễ chuyến tàu vào tương lai hay không? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.